nuôi mày mấy năm nay, cho tiền mày ăn học, nuôi mày tài khoản từ 50 triệu xuống còn 0 đồng, từ lúc đi học đại học đã phải nhịn ăn sáng để nuôi mày, trả tiền trọ tiền đồ cho mày, xong giờ mày cắm sừng tao, mẹ mày tao đi học xa để tao đi Nhật tao kiếm tiền về lo cho hai đứa, vậy mà mày ở trong nhà tao, mày đi xe tao, mày trong nhà tao, xong bây giờ tao về mày cắm sừng tao, mày hay lắm tiền à, mày hay lắm, cái bản mặt mày hay lắm tiền à, đẹp lắm, cho tiền mày mua đủ thứ, son nào, phấn nào. Tối qua vừa dắt đi mua giày xong, sáng nay đã phát hiện ra, nhắn tin vợ vợ chồng chồng với trai cay human, dọn đồ ra khỏi nhà tao ngay, không khoan hiệu ở trong nhà tao nữa.